Chào cả nhà nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái mẹo nha cả nhà, là do cái bồn cầu này nó bị gịnh nước vậy nè. Đó. Cả nhà thấy nó gịnh không? Nó gịnh vậy hoài luôn đó cả nhà. Thì ở trong cái bồn cầu á thì nó có một cái gon. Trong cái thùng nó có cái gon. Trong thùng này nó có cái gon này cả nhà. Thì mình sẽ dỡ ra. Trong đó nó có một cái gon này cả nhà. Thì ở trong đó mà có cái gon nó hư nên nó bị gịnh nước hoài. Thì bây giờ mình sẽ một lát mình tháo ra, rồi mình sẽ chia sẻ về cái gon đó, rồi cách khắc phục và một cái mẹo làm cho nó hết chảy mà đỡ tốn tiền nha cả nhà. Rồi mình sẽ mời cả nhà xem tiếp nha. Một lát mình gỡ ra tịch sau nha. Rồi có mình làm xong nó sẽ có hết hay là không nha cả nhà. Hay thầy cô bác mến chào chú anh chị và các bạn đằng xa trên miền đất nước nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về mẹo một cách để mình khắc phục mà thay cái gon này nè cả nhà. Thì của cái chậu cái thùng nước bồn cầu ngăn cả nhà thì nó bị gịnh nước á. Khi mình nhấn nút, nó có hai nút nè, mình nhấn nút nó bị gịnh nước, nó chảy vào cái bồn cầu hoài, nó không giữ nước lại á. Thì nó có cái gon này nè cả nhà, nó bị hư lâu ngày, nó bị mục á, bị hư, nó nằm ở trong cái này. Đó. Nó nằm ở trong này mình mới lấy ra. Đó. Thì nó không có giữ được cái nó không giữ được cái kín được cái miệng này nè. Thì nó sẽ gịnh nước vào cái miệng này thì nó sẽ chảy xuống cái ống xả của bồn cầu á. Nên mình hôm nay mình sẽ chia sẻ để cách để khắc phục, mình khỏi để mua mà tốn nha cả nhà. Tại vì thường thường nó bán là bán nguyên một cái bộ như vậy nè. Đó. Nó bán nguyên bộ này. Thì mình xài một cái có cái gon này không mà mình mua nguyên bộ thì nó cũng hơi phí á. Thì mình có một cái cách để khắc phục rất đơn giản. Thì là mình cắt một miếng guộc xe này cả nhà. Ở đây là một cái guộc xe. Đó. Cái guộc xe mình sẽ cắt một cái gon như vậy để mình khắc phục lại cái nước chảy rịnh hoài mà nó không hết nha. Thì mình sẽ lấy cái kích cỡ bằng một cái bề trong này. Đấy, mình quay. Mình đặt này vô. Để mình lấy một cái lỗ tròn ở trong nha. Bị bể trên một bên cũng hơi khó. Mình dạch ra một cái lỗ tròn này nha. Sẽ cắt nè. Cái này mình sẽ cắt cho nó tròn cái nè, nó mới ôm được vô trong cái rãnh của cái này nha. Rồi, mình đo lại cho nó vừa cái vòng tròn chưa. Thì cái chỗ này nó còn hơi ấy, mình cho cái chỗ này xem chưa được tròn.
coi. Mình sẽ đưa vô đây thì mình sẽ cắt cái bề ngoài theo cái này nha cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ cắt theo cái vòng ở ngoài. Rồi mình sẽ cắt xong rồi nè. Rồi mình đúc vô. Cái này thì nó cũng dễ gắn tháo ra lắm nha cả nhà. Nó đây nó có cái nút nè. Đó, cả nhà nào chưa có biết cái để gỡ cái này ra thì xem của mình nè ha. Thì mình gắn vô cho cả nhà xem. Đây. Đó, nó có cái rãnh. Đúc vô. Chỉ xây qua là nó dính lại nha. Đó. Đó. Thì nước vô nó đầy, nó sẽ ép cái gòn này xuống là nó không có rịn nước ra được nha cả nhà. Thì cái gòn này nó đã bị hư rồi nè. Nên mình thay thế cho. Rồi để một lát nữa mình đem vô mình gắn rồi mình quay lại cho cả nhà xem có bị rịn hay là không nha. Rồi mình đã lắp vô trong cái chân bồn cầu nha cả nhà. Thì thường thường mình nhắn á là nó bị rịn nước nè. Như cái bồn cầu nè, nó bị rịn nước hoài nè cả nhà, nó không có hết được, nó cứ rịn tuột xuống là rất là hao nước, là do nó hư cái gòn đó nha, chứ nó không có liên quan tới cái chân hết đó. Thì cái bộ xả này của cái bồn chứa nước này á, là nó cũng là 200 mấy, gần 300.000 một bộ. Thì mình một có cái mẹo nhỏ nhỏ để khắc phục ngay chân chỗ cái gòn đó nha cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ mở nước cho cả nhà xem thử coi nó có rịn ra đây nữa hay là không nha. Cả nhà thấy mình làm có hay, nhớ đăng ký cho mình một like để chia sẻ cho mọi người cùng xem nha cả nhà, để khắc phục lại khỏi cần đi mua cho tốn tiền nha. Thì này mình chia sẻ nhỏ nhỏ một cái mẹo thôi nha cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ mở cái khóa nước cho này. Đó. Đây. Nước đang chảy vô nè nha cả nhà. Nó rất là kín luôn. Tại vì cái gụt xe của mình đó là nó rất là mềm dẻo. Khi mà có nước vô nó sẽ ép xuống là nó sẽ kín lại. Đang xả vô nha, là ở đây nó không có định một miếng nước nào xuống luôn nha cả nhà. Thì cái này mình để khắc phục cho cả nhà xem, nó không có định nước miếng nước nào xuống luôn. Và mình xả đầy lên đây. Nước bây giờ nó đã đầy nha cả nhà, thấy không, đầy mà không có chảy miếng nước nào xuống nha. Rồi giờ mình xả, mình nhấn nút mình xả rồi cho nó chảy tiếp. Đó. Giờ cho này xả vô nước chưa tiếp nha. Không còn rịn nước nữa nha cả nhà. Rồi mình sẽ kết thúc clip tại đây. Rồi, ok, bye bye cả nhà nha, hẹn cả nhà lại cả những clip tiếp theo nha.